hầu hết áo bà ba là có 6 nút. Mà 6 nút đó là có ý nghĩa tượng trưng cho 6 cái giá trị đạo đức. Thân hòa tức là con người phải biết quý trọng thương nhau như chính bản thân của mình. Khẩu hòa là biết lựa lời mà nói. Ý hòa là hợp ý nhau mà làm. Kiến hòa là có kiến thức chia sẻ nhau cùng biết. Lợi hòa là cái gì mà làm ăn được, chia sẻ nhau cùng sống. Và giới hòa tức là cái gì mà có ảnh hưởng tới người khác là mình phải hạn chế. Cho nên nó trở thành là cái giá trị của lục hòa. Cái chiếc nón lá nó đã chinh phục cả cái văn hóa của người phương Tây. Cho nên khi mà kiến trúc sư mà thiết kế ra bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đã lấy cái hình ảnh của chiếc nón lá là một cái biểu trưng của cái văn hóa địa phương đặt ở trên đỉnh đầu của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Do thờ ông bà trên đầu, chứ không phải chỉ đội nắng che mưa, cho nên người ta không dám để lót để ngồi mà người ta chỉ bưng cái ví dụ có trái cây hoặc là gì đó là để tạm thôi. Nón lá là hồn hoa sen trắng, ngược lá che đầu tránh nắng mưa, bình dị khung tre lòng chín chắn, đơn giản lá thơm hồn say xưa. Tại sao lại gọi là áo bà ba mà không gọi là áo bà hai hay là bà tư? Đúng không ạ? Mà ngộ có cái là bà ba sao bà sở hữu nhiều quá nhỉ, và bà có áo đó rồi bà có chè nữa, cái món chè bà ba nó làm liên quan đến một cái tích. Hoàng biết cái tích, đúng rồi anh. Thì có người cho rằng là thở xưa là nhà bác học Trương Vĩnh Ký, khi mà qua vùng Penang để ông ta học tập bên đó, thì khi mà ông trở về đó, ông đã bị ảnh hưởng cái văn hóa của Nam đảo, cho nên là mặc cái trang phục của người dân Papas. Thì có một cái thuyết này nói như vậy. Rồi cũng có một cái thuyết nữa là nói rằng là không phải, bởi vì là cái từ Papas là không có cái dân tộc nào tên là dân tộc Papas cả. Không có dân tộc nào là dân tộc Papas cả, mà đó là gì? Đó là một cái dân tộc gọi là Peranakan. Thì dân tộc Peranakan đó là gốc người Hoa, mà họ sống ở cái vùng của Indonesia và Malaysia. Họ sống ở cái vùng đó. Thế thì họ đã thiết kế ra và mặc cái trang phục đó. Và chúng ta nhớ rằng khoảng vào thế kỷ thứ 16-17 thì dân Nam đảo họ qua bên Việt Nam chúng ta, họ giao lưu mua bán, mua trầu cao, họ đổi mà hương liệu này nọ thứ rất là nhiều, và họ mặc cái trang phục đó. Và có cái từ Papas nhân gia, thì Papas có nghĩa là quý ông, nhân gia tức là quý bà. Cái cách chào hỏi nhau đó thì có thể là đàn ông mà khi mà người ta trên xuồng người ta bưng bê đồ này thứ, có thể là thứ quý ông gì đó nọ thứ, thì đại khái cái từ đó được điệp lại rất nhiều lần và khắc nhớ, khiến cho người ta dùng cái từ Papas. Và tiếng Việt của mình thì dần dần nó trở thành bà ba và quen gọi rồi. Và khi cái hình ảnh của cái áo cái người đó người ta mặc á, và cứ gọi là cái áo của cái người đó, cái người đặt là bà ba. Thuyết đấy của Quang là chắc chắn đúng hay cũng chỉ là một trong các giả thuyết? Đó là một cái thuyết mà được nhiều người công nhận. Và nhiều người công nhận, và giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh đã viết ở trong cái tác phẩm gọi là Trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ, đã có chia sẻ rất là nhiều. Và giáo sư cũng đã có nói thêm mà một số cái yếu tố để cấu thành ra cái áo bà ba như chúng ta thấy vài chục năm gần đây. Đó là gì? Thứ nhất là vào cái thời Chúa Nguyễn Phúc Khoác thế kỷ 18 đã có cái việc mà làm sao chia ra cái cách ăn mặc của đàng trong và đàng ngoài. Thì trước hết đó là chúng ta mặc áo ngũ thân, áo dài ngũ thân. Về sau này coi như là chúng ta có nữa là mặc quần. Ở ngoài miền Bắc, đằng ngoài thì là mặc váy. Cái chiếc áo mà để mà mình làm lao động bên ngoài đó thì nó là một cái dạng áo là nó ngắn, nó cổ thấp. Đối với người mà người ta làm lao động thì người ta sẽ có cái túi là hổ phệ, tức là cái túi mà đeo ở đằng trước vậy và có cái dây buộc lại, người ta gọi là dây rụt ngựa đó. Cho nên có cái từ gọi là thắt lưng buộc bụng. Thì trong cái túi đó người ta có thể là đựng là trầu cao, thuốc xỉa, thuốc rê, vân vân, hoặc là dài đồng bạc cắt ở trong đó đó anh. Còn đối với mà người có tiền khấm khá, người ta có cái tai nải để đeo ở đây. Xin lỗi, ngắt lời Quang. Việc Quang nói thắt lưng buộc bụng là cái túi làm cho Hoàng, cái xưa nay người ta hay dùng từ thắt lưng buộc bụng là chỉ cái thời kỳ đói kém là sao? Đúng không? Dạ. Thật ra đó thì cái từ đó nó chính là cái thời kỳ tiền xu anh. Tiền nó có cái lỗ. Và khi đó người ta sẽ dùng một cái sợi dây kim loại hoặc là một cái dây luộc gọi là cái dây rụt ngựa đó, mới xuyên qua buộc lại ở thắt lưng ở đây. Nó là trở thành một cái giống như một cái ngân hàng di động vậy đó. đó xài bao nhiêu á là người ta sẽ rút ra, rút tháo ra, thì lúc đó nó chạm vào cái bụng của mình đó,
À, cho nên là đồng tiền đi liền khúc ruột. Là có từ đấy. Nó có từ đó. Và đối với cộng đồng của người Hoa, khi mà sống ở vùng của Nam Bộ đó, thì người ta cũng đã có một cái loại áo xá sâu. Thì cái cổ nó thấp thấp thế này nè anh. À dạ. Và khi mà chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa của phương Tây là có xẻ ở phía trước này và có cái nút nhựa đó, bắt đầu tổng hợp hết tất cả những cái điều này và chúng ta đã làm ra được cái chiếc áo bà ba. Và sau này nó cũng ảnh hưởng tới cái áo rắc lăng mà của áo dài đó. Thì nó gần giống như là một cái áo dài được cắt ngắn. Và cái túi hổ phệ hoặc là túi tay nải, nó bắt đầu là được là cấu thành thành hai cái túi ở phía trước nè. Cho nên là áo bà ba đã được định hình gần như là hoàn chỉnh. Cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy được chia ra thành bốn mảnh. Nhưng mà về sau này chúng ta thấy rằng là làm thành có một mảnh ở phía sau lưng thôi. Nhưng mà ngày trước đó, thời khoảng chừng 30 năm, 40 năm về trước, thì ở phía sau lưng này là được là ráp lại thành hai mảnh với nhau. Và phía trước đây cũng có hai mảnh ráp lại với nhau thắt nút. Còn ở đây là họ may kết lại và có hai cái túi phía đây và cái bâu là cổ tròn. Mà trong một cái cuốn sách quốc phục truyền thống của Nguyễn Đặng Côn, thì vào năm 1960, hầu hết áo bà ba là có 6 nút. Mà 6 nút đó là có ý nghĩa tượng trưng cho 6 cái giá trị đạo đức. Thân hòa tức là con người phải biết quý trọng thương nhau như chính bản thân của mình. Khẩu hòa là biết lựa lời mà nói. Ý hòa là hợp ý nhau mà làm. Kiến hòa là có kiến thức chia sẻ nhau cùng biết. Lợi hòa là cái gì mà làm ăn được chia sẻ nhau cùng sống. Và giới hòa tức là cái gì mà có ảnh hưởng tới người khác là mình phải hạn chế. Cho nên nó trở thành là cái giá trị của lục hòa. Tác phẩm ở trong Tự Gia Giáo nói về cái áo bà ba: ân nhà nợ nước gánh hai vai, áo vải đơn sơ mà đẹp thai, 6 nút giữ gìn bao mối đạo, gái trai già trẻ chẳng phân ai, 2 vạt kết gìn câu tương kính, thủy chung chồng vợ chẳng đổi thai, 2 túi nhắc công ơn phụ mẫu, cổ tròn đạo nghĩa chớ đơn sai. Và cái chiếc áo bà ba nó đã trở thành một cái biểu tượng mà khi nói đến Nam Bộ, đây là cái chiếc khăn rằn. Chiếc khăn rằn này á, sao có một số người nói là khăn rằn này xuất phát từ Khmer, nhưng mà hay là người ta nói là khăn rằn của người Khmer thì lại thường là màu nâu cơ, không phải màu này. Họ đúng hay sai? Bởi vì Nam Bộ đó là cái vùng đất nhiều cái văn hóa Hoa, Khmer và Chăm hòa quyện vào nhau cùng những người Kinh của mình. Thế thì khi mà người Việt ảnh hưởng cái văn hóa của người Khmer cũng học ra những cái điều hay. Thì đối với trong tín ngưỡng mà Hindu giáo của người Khmer thờ 3 vị thần, trong đó là thần Shiva, thần Vishnu và thần Brahma. Thần Brahma là thần sáng tạo, còn thần Shiva là thần quỷ diệt, còn đối với thần Vishnu là thần bảo hộ. Thì vị thần này á, là cởi con rắn thần Naga. Và khi đó, đó người dân người ta làm cái khăn gọi là khăn Brahma. Thì khăn Brahma này nè, người ta quấn cổ thế này, thì làm ngoài đồng hoặc là quấn trên đầu á, thì ma quỷ nó nhìn nó thấy á, là nó biết được rằng là đây là con cháu của thần, cho nên sẽ không có dám đụng vào. Còn đối với cái người Nam Bộ chúng ta đó, thì chúng ta đã có một cái nền tảng về một cái loại khăn, đó là khăn thô của vùng Bắc Bộ và Trung Bộ chúng ta đã có rồi. Mà thường ngày xưa thường quấn khăn. Xin lỗi là xin dỡ cái này ra để mà thị phạm. Do người Nam Bộ có rất nhiều người giỏi về nho y lý số, cho nên họ biết cách để họ chữa bệnh và họ biết được các huyệt đạo ở trên cơ thể. Thì trong đó đó, ở cái vùng trán này, thì đây là cái nguyệt Ti Trúc, ở dưới đây là nguyệt Tân Thiết, rồi ở trên là Bách Hội vân vân. Cho nên đó, là khi mà làm việc ở ngoài đồng áng á, người ta quấn cái khăn này, thì lúc đó đó là các cái huyệt đó nó được bế đi. Dù có nắng cho thời tiết có thay đổi thế nào, người ta không có bị nhiễm bệnh. Còn đối với phụ nữ á, thì người ta dễ yếu nhất là cái Bách Hội đó. Cho nên là cái khăn người ta cũng sẽ che kín ở trên đầu, rồi có đội thêm cái chiếc nón nữa. Và chiếc khăn này nó đã trở thành một cái biểu tượng văn hóa. Nó không phải chỉ riêng của người Khmer mà bắt đầu nó được là sâu sắc hơn đối với cái văn hóa của Nam Bộ Việt Nam chúng ta. Lấy một cái ví dụ như anh Hoàng có xem cái tuồng Đời Cô Lũ không? Có. Đời Cô Lũ đó. Cái chi tiết Đời Cô Lũ mà làm cho khán giả khóc hết nước mắt, đó chính là liên quan tới cái khăn này. Đó là khi mà Hương Quảng Làng lôi cổ Võ Minh Thành là chồng của cô Lũ đi, cô Lũ chỉ kịp quàng vào cổ chồng chiếc khăn đó. Rồi ở trong tù ngục đọa đài như thế, thì anh này anh giữ cái chiếc khăn như hình bóng của người vợ, giống như quê nhà trước mặt như vậy, để anh chịu đựng những đau đớn và thất bại. Tới chừng mà ngày anh trở về rồi đó, thì gặp lại người xưa, thì
Lúc đó là vợ mình đã về tay người khác. Và lúc đó gặp cô Lũ thì Võ Minh Thành nói thế này: "Cô Lũ à, chiếc khăn tình, khăn nghĩa cô hoàng vào cổ tôi lúc người ta lôi sởn tôi đi. 18 năm tôi còn giữ được, mà tại sao cả cái khối tình tôi trao cho cô mà cô không giữ được vậy cô Lũ?" Thì anh thấy rằng là cái hay của soạn giả Trần Hữu Trang đưa cái vật phẩm có hồn, có chất đưa vào trong cái tác phẩm đó mà làm cho người ta phải nói là nhớ mãi về, về tác phẩm Đời Cô Lũ. Thì rõ ràng chiếc khăn này không còn là một cái vật mà để mà mình che đầu, hoặc là khi tắm, hoặc là khi làm cái nôi, cái giỏng đưa cho em bé ngủ, hoặc là trong cái chiến trường, trong những cái cuộc họp kín ngày xưa đó anh, thì người ta có thể là che cái giày rồi mà tao quấn vậy thôi. Nó còn thêm nữa là chính là cái chiếc nón này. Đây là cái chiếc nón lá, tổng cộng 16 vành tre. 16 vành tre đó là để tượng trưng cho nam thất nữ cửu, là người đàn ông có 7 lỗ thoát khí mà người phụ nữ có 9 lỗ thoát khí. Đó là một cái dạng lý khí ở trong cái định nghĩa của đông y ngày xưa mà chữa bệnh rồi châm cứu vân vân đó. Thì cho nên miền Nam mới có thờ cửu hiền thất tổ. Cửu là 9, thất là 7, tức là thờ ông bà. Và đây là cái vành khăn mà anh thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cũng là 7 cái vành như thế này. Và cái chiếc nón lá nó đã chinh phục cả cái văn hóa của người phương Tây. Cho nên khi mà kiến trúc sư mà thiết kế ra bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đã lấy cái hình ảnh của chiếc nón lá là một cái biểu trưng của cái văn hóa địa phương, đặt ở trên đỉnh đầu của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Do thờ ông bà trên đầu, chứ không phải chỉ đội nắng che mưa, cho nên người ta không dám để lót để ngồi mà người ta chỉ bưng cái ví dụ có trái cây hoặc là gì đó là để tạm thôi. Nón lá là hồn hoa sen trắng, ngược lá che đầu tránh nắng mưa. Bình dị khung tre lòng chín chắn, đơn giản lá thơm hồn say xưa. Khi thẹn thùng ai che nghiêng nón, khi chào đáp lễ dở nón thưa. Khi biệt lòng ai tay vẫy nón, nón ru giấc ngủ buổi hè trưa. Có những cái món đồ nó rất là đơn giản, nhưng nó mang một cái triết lý rất xa, rất là sâu. Này, những cái nón này hiện nay bán khoảng bao nhiêu tiền Quang nhỉ? Một cái nón như thế này thì mua đó là giá trị nó tầm khoảng là 35-40 ngàn. Nhưng mà đó, chúng ta có thể nhìn lại rằng là có rất nhiều cái món đồ truyền thống của Việt Nam. Giả dụ như chúng ta gắn kèm thổi hồn nó, những cái câu chuyện văn hóa trở về với nó, thì cái giá nó khác. Cho nên đó là hiện nay tại sao mà một số quốc gia, các cái điểm đến du lịch, ví dụ như ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, những cái gì mà làm thuộc về truyền thống là rất đắt. Giá rất đắt. Sau cái câu chuyện này thì hy vọng rằng là chúng ta đã có một cái tình yêu đối với những cái vật rất là đơn sơ, nhưng mà nó chứa đựng một cái ý nghĩa rất xa xôi và rất rộng lớn. Quang có rất nhiều người bạn nước ngoài khi mà sang thành phố Hồ Chí Minh tham quan nói rằng là tôi rất là muốn mua cái chiếc nón này để mà đội đầu, để mà, và tôi có một cái cảm giác rằng là khi mà đến thành phố Hồ Chí Minh, đến miền Nam á, mà không có đội cái nón lá là giống như là thiếu sót một cái gì đó, chưa chạm vào được. Cái chuyện mà mình thấy một ông Tây, một bà Tây và đội cái nón này ở sân bay là chuyện thường lắm. Dạ. Đúng không anh? Nhưng mà đối với người Việt mình, người trẻ thì lại là hình như là tới tới mùa, tới lễ gì đó.